Vâng, chào các bác nhá. Đây em sẽ test một cái âm ly đĩa than cổ của Pioneer, model là C600 ạ. Và sẽ sử dụng test với cả cặp loa dàn mini Sony CS7. Âm ly đĩa than của Pioneer dòng đời cổ. Vẫn còn âm ly thì còn đầy đủ mặt kính nguyên zin. Cổ vẫn còn đẹp. Nguyên zin luôn. Đĩa than thì vẫn sử dụng tốt. Nhưng mà hiện tại là cái dây cu loa nó bị rão, em đang đợi dây về để thay. Một cái model cái âm ly cổ sản xuất từ năm 1965 đến bây giờ vẫn còn rất là đẹp, lùm nút vẫn sáng bóng luôn. Con này có một cái rất hay là ở cái hai cái má trong này nó có cái đèn soi, bật nút nguồn đây mới thấy ạ, nguồn đèn đấy thấy không, hai cái đèn soi. Cái này mà khi mà mình buổi tối mà tĩnh lặng bật, chỉ cần bật cái này rồi nó đủ sáng lờ mờ nghe rất là ổn. Đây thì em sẽ ghép với cả cặp loa Sony CS7. Cặp loa này thì sử dụng loa hai đường tiếng nhưng mà dùng hai bát 10 một chép. Nguồn phát thì sẽ dùng nguồn phát từ máy tính. Em dùng cái phần mềm FO3 2000 nhé, nghe nhạc nó led. Ở đây thì em sẽ dùng cái nguồn từ nhạc từ máy tính này kết nối xuống con âm ly Onkyo TX-RR636. Làm em sẽ dùng con này làm pre và để chuyển tín hiệu sang con âm ly này, bởi vì hiện tại em đang sử dụng rất là nhiều thiết bị để nghe qua con âm ly Onkyo, mà con âm ly này thì nó có mỗi một cái đường vào AUX thôi, nên sẽ kết hợp như vậy thì mình nghe nó tiện hơn. Bây giờ mời các bác nghe thử một bài hát, bài Một Chiều Thu nhé, ca sĩ Hồng Nhung thể hiện. Kết hợp như này thì em có thể sử dụng nghe từng CD này, nghe qua Bluetooth của qua âm ly Onkyo nghe cũng tiện. Đấy, hoặc là USB hoặc là HDMI mà dùng giải mã quang xuống cũng được. Sẽ nghe qua cái Onkyo để chuyển tín hiệu sang cái Pioneer. Để bật loa lên ạ. Nghe qua chế độ stereo. Trước lúc nãy em bật chế độ mono nhé. Mời các bạn nghe thử nhé. Bác đeo tai nghe vào nghe sẽ rõ hơn. Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai?
từ đĩa khoan và chuyển thành nhạc số. Thì hiện tại là em đang nghe qua máy tính và phát nguồn nhạc qua Amri Onkyo TX-DR636, chuyển tín hiệu sang cái Pioneer C600. Các cái tín hiệu thì tiếng rất là tốt luôn. Em cảm ơn các bác đã theo dõi nha.